Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 22 tháng 3 năm 2023, giá sầu riêng hiện vẫn đang ổn định ở các khu vực. Kênh cập nhật cụ thể cho bà con như sau. Tại khu vực miền Tây, mút sang kiên từ 220 tới 230.000 đồng. Chuồng bò từ 65.000 đến 85.000 đồng. Ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 90.000 đồng. Ri sáo mua xô từ 65 đến 70.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 130 cho tới 145.000 đồng. Sầu riêng thái mua xô từ 100.000 cho tới 120.000 đồng. Tại khu vực miền Đông, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65 đến 70.000 đồng. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 110 cho tới 130.000. Sầu riêng thái mua xô từ 80 đến 100.000. Tại Tây Nguyên, ri sáo hàng đẹp từ 80 đến 85.000. Ri sáo mua xô từ 65 đến 70.000. Sầu riêng thái hàng đẹp từ 110 cho tới 130.000. Sầu riêng thái mua xô từ 80 cho tới 100.000. Giá kênh cập nhật vẫn là giá thương lái mua tại vườn nha bà con. Tùy lái tùy đoạn đường vận chuyển xa gần mà giá sẽ có sự chênh lệch, có thể thấp xuống từ 1 tới 2.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh.